Con gái rất quan tâm đến giấc ngủ của bố và cái kết. Bố dậy đi, dậy đi. Dậy mà đánh thử đi ngủ đi, dậy đi. Dậy ngủ đi chứ. Dậy đánh thử đi ngủ đi, sao cái này bố thích chứa lắm á. Dậy ngủ đi chứ. Dậy đi, con tấm bồ nữa mà. Bố. Ừ. Bố ngủ chưa? Chị nữa. Bố ngủ chưa? Con thể ra đến mặt bố hay mệt mỏi lắm. Chị đừng ngủ bố đi ngủ chứ. Chưa? Mần chi? Dần cho con thể bố chắc khuya lắm đó. Chị đang. Bố ngủ không ngủ chứ? Không ngủ không bố. Chị đừng ngủ đi chứ. Bố ngủ. Chị bố ngủ ấy nha. Nha bố nha. Bố ngủ nha. Điếm nè. Bố lại bị chết chết. Bố. Bố ngủ ra. Thật đấy. Thật đấy. Thật đấy.